Bây giờ là 11 giờ kém 15 các bạn. Đã đi được hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy suối. Đường thì rất khó đi các bạn em. Dốc rách, bẩn, bùn đất. Hy vọng là vào đến đập sẽ thấy được những cảnh đẹp, không bù công cho anh em vất vả và khám phá. Thiên nhiên ở đây rất là hoang sơ. Bạn đây tôi là một cái chuột ngấy hay nhỏ thì tôi hay ăn cái chuột ngấy này. Thì cái chuột già này chúng ta không ăn được mà chúng ta phải tìm mấy chuột mà nó mọc ở dưới này, mọc thẳng tưng như này. Cái chuột nó to như thế này này. Đấy, chúng ta lựa cái phần này thì bẻ hai. Cẩn thận kèo có gai nhá, cái này có gai. Đấy. Rồi chúng ta tước lên như thế này này. Rồi cách ăn thì chúng ta bóc cái vỏ ngoài này. Đấy. Bóc cái vỏ ngoài này đi. Rồi bóc sạch cái này đi. Tước như kiểu là tước kiểu đọt bín ấy, chút bín ấy để nụ ăn thôi, xong là lấy miếng như này này. Ok. Miếng này, miếng non ngon xanh này, cái này mùa hè mà chúng ta ăn rất là mát. Bọn bị chát mát. Chấm muối ngon. Các bạn hãy giảm tí. Ok. Ngon. Bít thêm ít nữa đi.
nhưng nó ngon. Xin mời các bác nhé. Chát quá quê. Muốn nó nón chát lắm. Không ăn cho chát lắm không? Chát đây, để chát đây. Chát quá. Không có nước. Nước nhiêu? Không cần em phải là ở gần nước không có chát đâu. Ngọt. À không phải, ngày đỏ mới ngon. Đỏ chát. Con Huyên này ngày đỏ mới ngon mà. Ngày sớm đỏ chát, cái này các đỏ nó cũng chát này. Không đóng được nhiêu đây. Được đây rồi đi. Thôi đi. Đi thì bọn kia đang chơ. Ok. Bây giờ là 11 giờ kém 15 các bạn. Đã đi được hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy suối. Đường thì rất khó đi các bạn ơi. Dốc rách, bẩn, bùn đất. Hy vọng là vào đến đập sẽ thấy được những cảnh đẹp, không bù công cho anh em vất vả và khám phá. Thiên nhiên ở đây rất là hoang sơ. Bảo vệ cuộc sống xanh, ok. Được xong, đấy mất xong. Mất xong ha. Đi được lên, đi. Anh ơi, cấm chảy nước với nhá. Sau hơn 30 phút chạy xe máy thì bây giờ anh em chúng tôi là phải bỏ xe lại và đi bộ các bạn ạ. Trước là anh Lợi đẹp trai đang mang chiếc đàn guitar sau lưng và tay xách một con gà. Còn đây là bia để tí nữa anh em sẽ uống thưởng thức ở giữa nơi núi rừng hoang dã mà uống bia và ăn thịt gà thì cũng là nhất quán về. Hình như là sắp đến rồi các bạn ạ. Wow. Hả? Đấy đấy đấy. Ủa đá đấy. Xin chào các bác, tôi đã quay trở lại rồi đây. Vậy là hơn một tiếng đi bộ và bây giờ anh em chúng tôi đã đến được một thác nước. Nhưng mà cũng gọi là tạm ổn, khá đẹp.
Về mình điểm bây giờ mà đi đi lên trên nữa thì cũng không biết như thế nào thôi. Trời trưa rồi thì anh em chúng tôi quyết định là sẽ hạ trại tại đây. Đấy, suối chảy róc rách. Đẹp chưa các bạn? Đây là anh Lợi, đẹp trai đang đi kiếm củi để về nhóm lửa. Đấy, ok. Bên kia là Hot Girl Lê Thị Huyền. Đây là anh Thành Bòi đang kiếm được một khúc củi thật to. Ok. Tôi sẽ lại nhen lửa đấy các bạn nhá. Tí nữa sẽ quay cho các bạn những công đoạn tiếp theo. Ok.